Có á, thì cũng đầu năm mới nha, năm 2023 rồi thì em cũng gửi lời chúc tất cả bà con nào đã đồng hành cùng em trong thời gian vừa qua. Suốt một năm vừa qua thì đứng trước rất nhiều biến động trong cuộc sống, đặc biệt về tình kinh tế, dẫn đến rất nhiều bà con bị thất nghiệp vô tình được ăn Tết sớm hơn. Thì cũng lời nói cũng chúc rồi con năm mới 2023 này thuận lợi hơn, có nhiều công việc hơn. Đối với các bà con lớn tuổi thì chỉ chúc cho bà con có nhiều công việc để mà con ổn định cuộc sống, thu nhập không ngừng cao, nhưng được làm điều quanh năm thì đã thất nghiệp cũng tội. Còn đối với các bạn trẻ thì mình chỉ chúc cho các bạn là sớm tìm một cái công việc nào đó, đặc biệt các bạn nào trẻ dưới 25 tuổi á, thì ở giai đoạn đó thì các bạn cũng giống như mình trước đây thôi, mình sẽ tìm một công ty thật là tốt để làm. Thì đối với các bạn trẻ mà dưới 25, dưới 30 á, mà có điều kiện mà trình độ tí xíu á, thì nên tìm cái công ty Nhật á, mà có điện tử thì làm. Để làm cái gì? Để học hỏi ra cái cách làm việc của người ta, và mình sẽ có mức lương tốt hơn. Làm thời vụ cũng được, chính thức cũng được, miễn là tìm một công ty tốt mà làm. Còn vấn đề mà các bạn lớn lớn hơn 30, 35, 40 thì vẫn còn phải làm điện tử được. Ngoài ra thì nếu không thì mình làm gỗ cũng được. Nhưng mà làm cái gì thì làm, nhưng mà lời cuối cùng mình sau rất khoảng 10 năm làm việc mà để ý rất nhiều. Đó là cái rất là quan trọng mà mình sẽ chia sẻ ngày hôm nay, đó là sự tiết kiệm. Mình chắc chắn rằng ở thời điểm hiện tại này, rất nhiều bạn xem clip này khả năng tới cuối năm mình vẫn chưa có dư được 10 triệu để về quê ăn Tết, đúng không? Nhưng mà thực sự khi mình làm một hành động rất là nhỏ, giống như mỗi ngày bà con sẽ bỏ heo khoảng 20 ngàn đi, là chắc chắn cái bạn trẻ cuối năm sẽ có 10 triệu về quê. Nhưng mà khổ là tất cả các bạn nghĩ ngày 20 ngàn bỏ làm gì, tháng bỏ 600 làm gì, đúng không? Thì đó là kết quả mà bây giờ bà con đang có. Rất nhiều bạn trẻ ở giai đoạn này sẽ không có 10 triệu để về quê ăn Tết đâu. Làm tất cả cuối năm trời trông ngóng vào cái tiền lương, tiền thưởng, nhưng mà xui, nó không thưởng thì sao? Mà xui thất nghiệp thì sao? Thì lúc đó mình cũng không than trời trách móc được ha, mình chỉ trách chính bản thân mình thôi. Thì để chắc cú hơn thì bây giờ mình bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau này Hiếu gần ba mấy năm Hiếu rút kết được một vài kinh nghiệm, đó là có một cái ngày để thay đổi cuộc đời của mình, đó là ngày hôm nay. Một ngày duy nhất để thay đổi cuộc đời mình là ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ bỏ lại cái thói quen cũ để bắt đầu những cái thói quen mới, để mình có một cái kết quả của năm 2023 cuối năm thật tuyệt vời. Thì mỗi một ngày chúng ta thay đổi mình ha, bằng cái cách là việc tiết kiệm một ngày 20 ngàn, thì cuối năm mới là có được 10 triệu để về quê ăn Tết. Nếu ngày xưa làm công ty mức lương rất là cao, cũng không phải mình nói quá nhiều, nhưng mà lương cũng tầm trên 10, mười mấy không, mà nhiều khi cuối năm cũng có 10 triệu. Có những thời điểm cuối năm mà phải đi dây đi mượn đi quê ăn Tết nữa, thanh niên mà chơi bời. Rồi đến bây giờ khi bước ra khởi nghiệp thì mình thấy cái sự tiết kiệm nó quan trọng các bạn. Nếu như các bạn làm đi 10 năm, mỗi năm các bạn tiết kiệm 10 triệu đi, thì các bạn sẽ có 100 triệu, gần lại sức của khoảng năm 230 đi. Thì cần không có sổ bảo hiểm như tới có các bạn 100 triệu, còn là 230 triệu, đúng không? Thì bạn sẽ có vốn khởi nghiệp. Nếu như mình sinh ra một gia đình có bạch đích á, thì mình có gia đình điều kiện kinh tế á, thì nó đỡ. Còn nếu mà sinh ra trong cái gia đình mà không có điều kiện kinh tế thì tất cả phải là do động lực mình làm ra bằng đôi tay của mình nè. Mà mình không tiết kiệm thì thua. Sau 10 năm mình nghỉ công ty ra mình trả học được nhiều lắm các bạn, nói thẳng luôn các bạn, không học gì hết. Đa phần nếu mà bạn nào nó rèn luyện mình tính tự giác, tự lập trong công việc, mà chú ý trong công việc, thì ra đời bạn còn thể làm được. Còn nhiều anh em vô làm, hôm nay làm đúng ngày mai thì sau 10 năm nghỉ trả gì luôn. Tại vì bản thân Hiếu bây giờ thấy còn rất nhiều anh chị 40, 50, 55, 60 tuổi để tìm công việc làm ổn định cuộc sống. Ở tuổi 55, 60 rồi ổn định cái gì nữa. Đúng ra ở thời điểm tuổi trẻ giống như tụi mình, cái khúc này mình sẽ nói với bạn trẻ, đúng là ở thời điểm tuổi trẻ các bạn tầm khoảng 40, 30, 30, 30, 25 mà giống như mình á, thì mình phải cố gắng nỗ lực đi, mình để dành đi. Thì đến 40, 50 thì mình cũng không cần phải làm việc nhiều, mình làm chơi chơi vui cũng được, hoặc không thì mình về quê mình nào ao nuôi cá, mình sống thoải mái hơn. Tiền đỡ mình nói câu chuyện ngắn hơn là, ví dụ bây giờ một tháng mà một ngày mình không tiết kiệm, một tháng không tiết kiệm thì kết quả cuối năm nó sẽ khó khăn. Thì một 5 năm không tiết kiệm, 10 năm không tiết kiệm, 15 năm, 20 năm tiết kiệm, thì những năm cuối đời sẽ rất là khó khăn. Bởi vì bạn tính tiết kiệm rất là quan trọng. Rồi sau khi tiết kiệm xong mình có một cái vốn, mình bắt đầu học hỏi, nắm bắt cái cơ hội phát triển hơn. Thì đến lúc đó mình có vốn, giống như bản thân Hiếu bây giờ ra đâu có vốn đâu các bạn.
Và lỡ mà sinh ra trong gia đình không có vật đích nữa thì làm sao? Bắt buộc tiết kiệm. Và thật sự khi mà bước ra khởi nghiệp với giai đoạn mình, và bọn mình sẽ chia sẻ với hành trình này với những trải nghiệm rất thực tế, một hành trình khởi nghiệp thì bạn điều đầu tiên mình cần cái ý chí và nghị lực thôi, và cuối cùng chỉ có đôi tay mình thôi, chứ cả một ngày mình làm việc 20 tiếng, 22 tiếng là chuyện bình thường, chuyện có thật đó các bạn. Mình làm suốt một tuần một tháng vậy là bình thường. Thì cũng đầu xuân thì cũng không như mình vừa chỉ đồ chia sẻ với điều vấn đề quan trọng đó là tính tiết kiệm. Để cho bà con năm 2023 ha. Vậy bọn mình sẽ có hai việc được triển khai cho bà con. Một việc là sẽ kênh YouTube của mình á. Mình sẽ livestream trực tiếp luôn. Mình sẽ livestream trực tiếp, mình sẽ để cập nhật công ty tuyển mỗi ngày nó cho bà con. Bất kỳ bà con nào muốn vô xem mình cứ bấm vô xem, mình sẽ có cái tấm giấy mình để là công ty nào tuyển, liên hệ số hội nào ha. Và tiếp theo đó là việc đầu tiên. Còn việc thứ hai đó, mình sẽ tạo kênh YouTube tiếp theo để mình chia sẻ cuộc sống. Khi mình tạo xong đó, thì mỗi một tuần mình sẽ làm một bài duy nhất để chia sẻ một quan niệm sống, một cái hướng đi, một cái góc nhìn trong cuộc sống ha. Rồi anh em nào cảm thấy mình có thể lắng nghe, chia sẻ hay là tìm hiểu cái vấn đề công ty nào đó, hay là vấn đề trải nghiệm trong cuộc sống đó, thì bà con có thể là cứ chia sẻ qua đó ha. Em sẽ tìm hiểu cho bà con nha. Cảm ơn bà con, chúc bà con cái Tết 2023 ý nghĩa bên gia đình và hạnh phúc.